chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Màu TV. Ông làm ơn thương xót con cho con 5-300 triệu
Mày giàu thế này mà mày ăn xin sủng gì đấy? Hả? Ông mày quê đấy nhỉ? Quê cái gì? Giàu người ta vẫn phải làm. Người ta làm ăn xin để cho đam mê. Tiền đồng bạc mày... đồng bạc mày nhiều tiền thế này xin gì? Hả? Ui dồi ạ. Ông cho con có con ít tiền à? Tiền này. Mày nhìn tao này. Không muốn giá. Cũng nhiều thật thôi. Tạm thướng cho mày. Đây, đấy, gọi là nghề nghiệp. Ai ông ơi, ông ơi, bà đám quỷ. Cái gì đấy? Đám quỷ. Tao thấy cái nghề là tao mới cho đấy nhá. Mày làm gì đấy? Hả? Hả? Tiền lẻ chạy đi, tiền trắng chạy vào. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know, pump it up. You got to pump it up. Don't you know. Mày không lấy gì? Ông không nhìn một cái đống tiền thưởng của tôi đẹp như thế này mà ông lại bỏ cái đồng giấy này vào đây á? À? Mày không lấy gì? Hả? Cầm tiền ăn sáng này. Thật đấy. Trời ơi. Thật đâu đấy? Không biết làm cái nghề gì thì mang nón ra đây mà ăn xin. Tao đang ngồi đấy. Mày đã xin được cả vàng chưa? Ôi. Hả? Này mấy ông Tây đi qua ném vàng gãy răng đấy. Ôi dồi. Ôi dồi. 2, 4 cho nhẫn, cho hai cái đeo hai tay cho nó. Ôi. Lung linh cho nó phong thủy. Cho tao làm ăn đấy nhỉ. Này. Khóc tươi à? Cho 10% nữa nhá. Đi cỏ khách vào đây. Cỏ hả? À kiểu như lơ xe đem đấy sau. Có được một thằng cho 500 triệu. Kinh khủng kinh. Thế có cáp bên gì đâu? Không phải cáp, đi làm đi. À để lại một đồng đi ăn sáng. Ai da. Cô làm cái này làm tiền thế cơ à? Này cho cái đồng đi tác nghiệp rồi. May mắn. À quên, không mang mấy cây vàng nữa đi ạ. Chịu cổ. Hôm nay mang hộp nhỏ quá. Hôm nay đang đau cổ. Hôm qua đeo cái đeo cái khúc vàng to quá. Cháy hết cả cổ. Vàng thật em ơi. Giả. Dạ. Cái gãy răng. Đi có khách về đấy gì? Có khách về mỗi thằng cho 500 triệu. Có khách về mỗi thằng cho 500 triệu. Nó cho không cho tao cũng được 500 triệu gì. Đàn em của tao làm ăn từ đây vào khắp miền Bắc miền Nam luôn. Thế à? Ui giời. Sang tao... đến Trung Quốc. Thế à? Đi cỏ. Toàn đàn em ra làm ăn phát đạt lắm. Lấy số, xin số. Gặp số. 09876. 09876 rồi. 9999. 9 9 9 9 9 nữa. Lại 9 nữa. Rồi. Ôi dồi. Kinh nhỉ. Nháy nhá. Cho iPhone X dùng cho nó mượt. Gọi video cho nó vui. Dùng cái con quỷ bắp để gì. Làm ăn người ta không hợp đâu. Thế à? Ừ, được. Có một khách là được 500 triệu đấy. 500 triệu. Ừ, nhớ nhá. Ai lại thu nhập được một con nhang đệ tử cứng thế này. Mà trong này tư sáng chẳng có khách nào nhỉ. Việc chuyển tội. Chuyển tội cho nó phong thủy. À tí nó đi kiếm đôi dép vàng. Mm-hmm.
gì anh? Ở đâu? Ở đâu? Con thưa cua, nhưng có ai không? Ôi giời, bao nhiêu người cũng được, không phải lo cái gì cả. Anh cứ yên tâm. 20 người á? Ôi giời, đơn giản như có cái gì đâu. Ôi giời, cái này em đã bảo anh từ ngày xưa rồi, không phải lo. Em á, chẳng có gì ngoài tiền cả. Đây là em vừa chuẩn bị 20... Ôi chết rồi. Cái kia, lại. Lại. Nào, cho anh kia vào đây, tối thế. Cẩn thận vào. Ấy, cho chơi nè, ấy. Bánh mì rồi đấy.
Nhanh. Cái gì? Sang đây.